Xin chào bạn nhé. Hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm sẽ giới thiệu với các bạn một loại hoa cây cảnh, cây phong thủy mà cũng được rất nhiều người lựa chọn để trưng Tết. Quả của nó khi chín ấy, thì có cái màu đỏ tươi rất là bắt mắt và rất là sai quả các bạn nhé. Nó mang rất nhiều cái ý nghĩa về phong thủy. Nó mang lại phú quý, tài lộc, may mắn, sự sung túc đủ đầy trong cái dịp đầu xuân năm mới. Đó chính là cây kim ngân lượng các bạn nhé. Cây kim ngân lượng mà mình đang giới thiệu các bạn đây thì nó cao khoảng tầm 80 phân các bạn nhé. Đấy, đặc điểm của cái giống cây này là nó sẽ ra hoa vào khoảng tầm tháng 4, tháng 5 hàng năm và quả của nó chín đúng một cái dịp Tết Nguyên Đán các bạn nhé. Quả khi chín thì rất là bền, nó kéo dài khoảng tầm gần một tháng. Chính vì vậy thì ở rất nhiều người lựa chọn cái loại cây này để trưng Tết. Đấy, quả của nó sẽ mọc từ những kẻ lá mọc ra như này, mọc thành chùm các bạn nhé. Mỗi chùm thì có rất nhiều quả. Đấy, một cái chùm nhỏ của nó thì có khoảng tầm 10-15 quả trên một chùm. Đấy. Một cái chùm chính như này thì nó có khoảng tầm 50 đến 60 quả trên một chùm nhé. Cả cây thì nó dao động khoảng từ 600 đến 800 quả trên một cây. Đấy, quả khi chín thì có cái màu đỏ tươi rất đẹp mắt như này. Một cái điều rất là đặc biệt của cái cây kim ngân lượng này nữa đó là những cái chùm quả màu đỏ tươi khi chín pha lẫn với cái màu xanh của những cái tán cây, nó tạo ra một cái màu sắc rất là bắt mắt. Ngoài ra thì nó còn mang cái ý nghĩa rất lớn trong phong thủy. Ở trong phong thủy thì cái màu xanh của lá cây kết hợp với màu đỏ quả sum suê đại diện cho cái sự sung túc, ấm no, sự an khang thịnh vượng, sức khỏe trường thọ và gia đình hạnh phúc viên mãn. Cây cũng đem lại cho gia chủ những thành công, tài lộc và những cái nguồn sinh khí để thêm động lực và ý chí phấn đấu không ngừng. Với rất nhiều cái ý nghĩa mà cây kim ngân lượng mang lại thì nó cũng được rất nhiều người lựa chọn làm những món quà gửi tặng người thân, bạn bè trong những cái dịp trọng đại như là khai trương, tân gia, thăng chức. Nó cũng được rất nhiều người lựa chọn để trưng trong nhà trong cái dịp đầu xuân năm mới, với mong muốn xua đuổi tà khí, xui xẻo và mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia đình. Ở những cây kim ngân lượng mà mình đang giới thiệu với bạn đây thì cây nào cũng đang sinh trưởng và phát triển rất là tốt luôn nhé. Bầu rễ phát triển rất khỏe mạnh rồi. Đây, đấy là cái bộ rễ của nó đã phát triển ra ngoài cái bầu cây rồi. Các bạn về trưng kết xong, sang năm chúng ta trồng thì cây nó sẽ tiếp tục sinh trưởng và phát triển tốt bạn nhé. Cây nào quả cũng đang chín rất là nhiều, có từ 600, 800 đến gần 1.000 quả trên một cây. Ở vườn nhà mình thì cung cấp cái số lượng rất là lớn cây kim ngân lượng. Đấy, các bạn mà có nhu cầu mua cây về trưng Tết hay là mua cái cây kim ngân lượng này về bán Tết thì có thể liên hệ trực tiếp tới vườn nhà mình. Đảm bảo với các bạn là cái giá thành tốt nhất trên thị trường hiện nay, nên mình giao hàng toàn quốc các bạn nhé. Các bạn có thể ghép nhiều cái cây kim ngân lượng này với nhau như thế này các bạn nhé. Những cái tầng, những cái tán bên dưới chúng ta có thể tỉa những cái lá đi để cho nó lộ nguyên những cái chùm quả như này. Đấy, sẽ rất là đẹp mắt các bạn nhé. Các bạn mà có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ tới vườn nhà mình, nhà vườn Ngọc Lâm. Bên mình thì chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngoại nhập. Tất cả những loại cây này đều phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam và rất là dễ trồng và chăm sóc. Các bạn đặt hàng qua hai số điện thoại Zalo 092 391 6866 và 0968 750 386. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho các bạn chọn cây, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Vườn nhà mình thì có địa chỉ tại phố Nguyễn Mậu Tài, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Website nhavuonngoclam.com.